Đứa nào ngu hút xong rồi đi học hết. Đang cố gắng. Rồi sao đổ hết này. Cái này mà. Ông thấy. Đứa nào không? Thấy vui không? Các con cười. Ôi. Chết quá. Phải ngã nha. Lạnh thế, tay em lạnh thế. Tay em lạnh thế. Lạnh đi. Chỗ đẹp thế nhỉ? Ôi đồ đẹp to thế. Hái luôn ở đây đi em ạ. Em đi múa rồi em này, trời mưa quá. Vâng ạ. Đấy. Anh. Dạ. Ra đây, em bỏ vào giỏ. Được nhiều rồi. Đây. Sắp đầy không nhỉ? Ừ. Em ơi, đây có cái dưa chuột to lắm. Em vào đây ăn dưa chuột này. Còn to lắm. Cho vào giỏ ăn dưa chuột. Ngon lắm. Giòn không? Giòn. Rất giòn nhỉ? Ngon nhỉ? Thái tiếp nhỉ? Cái này công hết. đưa giỏ vào đây. Thôi để em đi đuổi. Vâng ạ. Đành cùi chưa? À đây không ạ. Ủa đây chưa? Ôi, đổ hết rồi. Rồi sao đổ hết này? Sao anh không cẩn thận làm đổ hết rồi? Em có nhiều nhé. Đánh gọn vào. Được đấy anh. Ôi, dính đất hết rồi anh ạ. Lá phải lao lao. Dính đất quá. Cái chợt lắm ấy. Rau này đẹp này anh. 4 cân thôi nhá. Được 4 cân à? Ai túi đi. Có nhân viên bên toàn bên ngoài á. Bác nào có con nhỏ nhá. Bác nào có con nhỏ thì phải là người đi đồng cái. Đấy là xin đến công không tiền vải. Đấy. Còn nhiều cái chỉ lấy một tí gọi là Nhung đây chị ạ, Nhung đây. Vâng, và nhà em là lựa và chọn như nào các bác nào. Không có xanh chỉ có đâu. con chú ý là vâng. Ông thấy ông có mua được cái gì không? Có hai con Nga rồi, con mua hai đây, Nga. Con mua được cái này về cho Vịnh Tám này. Đấy, con mua được cái mua về cho ông này. Ông xinh nhá. Ui, đẹp quá ông ạ. Ông đẹp trai mà. Hai con nhìn ông đẹp sao? Đẹp trai lắm. Rồi, ông gọi cơm mà hai con rửa tay vào nhà ăn cơm đi. Mà. Đứa nào mua muối cho ông mà đẹp hết. Anh Cáo ạ. Ông xin ông cảm ơn nhá. Được không? Cháu ông ngoan. Ông thấy đẹp không? Đẹp. Thích không? Ông thích lắm, ông mơ từ lâu rồi. Đấy. Con thấy ông đẹp trai hẳn. Con thấy đẹp trai không? Đẹp trai lắm. Cơm ăn đi, ông nấu kín hết rồi. Vâng, chiều là con rửa tay chân đã. Anh đi ăn cơm ông nói lắm rồi. Vâng. Ông có cơm không? Đói lắm rồi ông ạ. Chợ thấy vui không? Có không ạ? Con Ma Đố về mới đến. Không ạ. Mới đây cộng chợ con đã bán hết rồi. À. Công nhận hôm nay bán nhanh lắm. Thế con mua 2 con ngan à? Vâng, con mua 2 con ngan. Chậu. Thế con đi chợ đông thế, vui thế cả. Đông lắm ông ạ. Còn bán công nhận hôm nay là bán nhanh. Mới đến cộng thôi mọi người bao vào mua hết sạch. Thế con mua 2 ngan luôn. Vâng, con mua 1 ngan được 1 ngan cái ông ạ. Các con cơm. Em ăn cơm. Con ăn. Ông ăn đi. Ừ. Thì ông làm ngon nhỉ. Ngon lắm, con ngon các bạn ăn nhiều vào. Thì ông làm ngon lắm. Ngon. Công nhận hôm nay tại ông nấu ăn khéo đấy, ăn ngon thế. Ngon nhỉ. Ngon lắm. Ngon lắm, hôm nay giàu cái phải. Xuôi, dạ. Em bố đưa quả cho. Ông ăn quả không? Ừ. Các con ạ, ông tính là làm cái bếp ra ngoài này. Ông dạ. Tính là làm cái ấy bếp ra ngoài này. Cái này khói ra ngoài này không? Ừ. Ông ăn không? Ừ. Vâng, con cũng thấy thế. Con thấy thế, con thấy mái nhà đen hết rồi ông ạ. Cả ngô mình treo lên cũng bị đen hết rồi. Chiều con mình làm luôn nhá. Vâng. Ông thấy mình lật máy mình phải dùng bằng cái gì nhỉ? Con theo con nghĩ thì mình làm bằng lá cỏ à? Không, ông tính là lợp tấm bờ lô thôi, làm tấm bờ lô. Bờ lô. Lợp, ừ. Bờ lô. Ông tính rồi, làm máy lá sợ cháy lắm. Sợ thôi, cháy ừ, lợp bờ lô. Ông ra ông cắm bờ lô tiếp. Thế mình đi mua chịu vào không? Ừ. Có được không ông? Được, được. Ông đứng lên là ông chịu được. Mà. Cam ngon nhỉ ông nhỉ? Ngon ngọt. Ông ơi, cô cũng thích làm cái bếp riêng. Ông làm cho cô nấu nướng cho nó tiện ông ạ. Ừ. Thế được đấy. Mình làm cái lò nhỉ ông nhỉ? Ừ. Ăn luôn đi. Bà. Em dịch cái bàn này lên ra đằng kia để đỡ hơn. Thôi mình đi làm không? Coi ra không? Cái này hạt đấy. Ừ, hạt đấy. Chắc tầm này thôi nhỉ? Ông nhà bếp là nhỏ thôi nhỉ? Ừ, tầm đấy thôi. Đấy, con đục lỗ xoắn thế này. Ừ. Ô, cái mũ của ông đẹp thế. Ừ, đẹp. Ông thích lắm cái mũ này. À. Ông ơi, ừ. Con thấy san cái nền này rộng này thoáng lắm. Ừ. Mình sang ra mình vừa làm bếp vừa chăn nuôi mà. Ông thấy đục này được không? Được rồi. Anh ơi, ra đây hộ em với. Không được à? Để anh xem nào. Thấy cây dựng rồi. Cháu dựng lên. Cháu nấp ra đi. Thả ngang ra cho nó ăn đi. Con vứt cho con hộ ông chỉ rồi cô cho đứng thẳng lên nhé. Chỉ ông cô cho đứng thẳng lên. Cái này cắt tay đâu không ạ? Đây kiếm cây. Em mà thả bịch ở đây nhá. Em mang về em ơi. Cho anh cây đinh 10 cho anh nào. Chắc như vậy chắc là cẩn thận nhá. Nhà bếp đấy ngóng này. Đóng đi. Mai lập nữa là ngon đấy. Mai lập xong rồi chuyển ra luôn. Chuyển ra đây luôn đi, nhà đèn lắm rồi. Lên đấy được không? Được rồi, đây là được rồi. Mình xong cái nhà bếp rồi, mình chuyển sang đây luôn. Con vịt ăn trước. Em đổ luôn cho con vịt ăn hết đi. Xong rồi đi múc lại cho con lợn. Và ăn đi. Vào lấy thêm thức ăn cho lợn đi để cho con vịt con nhà ăn. Các bạn kia không ăn à? Vào ăn cùng đi. Thôi cô gắt trời lúc đấy nhá. Đây rồi. Em mang vào rồi. Mà đi đổ luôn đi. Đi đổ luôn cho nó ăn luôn, nó đói rồi đấy. Nhá. Em sờ nó đi để nó làm quen với mình dần. Đấy. Mỗi lần cho ăn, mỗi lần em cho ăn em phải vuốt vuốt như thế nhá. Vuốt như thế thì nó mới làm quen dần mình thì nó mới không sợ mình. Đi vào ăn đi. Đó, vị ăn khỏe lắm. Rồi con nước nó thích quá cho em ạ. Con nước nó thích lắm. Mình không có ao cho nó bơi. Thế nhỉ, thôi mình về.